Tiên mến chào anh chị, cô chú và các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Biết của Tiên trong suốt thời gian vừa qua nha. Sau một thời gian mà Tiên không có lên clip á, thì hôm nay Tiên sẽ quay lại, Tiên chia sẻ cho mọi người cái món bánh chuối nướng nè. Cái món bánh này á thì Tiên rất là tâm đắc luôn, ăn rất là ngon ha, thơm béo nữa. Mà đặc biệt đó là mình nướng làm sao cho cái chuối của mình nó dậy màu đẹp nè. Rồi bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nha. Để làm được cái món bánh chuối nướng ngon á, thì Tiên sử dụng đó là cái chuối sim nha các bạn. Chuối sim á, thì Tiên để cho nó thiệt là chín mùi như thế này. Các bạn thấy cái vỏ nó thâm thâm như vậy á, nhưng mà rất là ngon nha. Khi mình nướng lên bánh nó sẽ ngọt nè, và đặc biệt là nó không có bị chét đó. Ở đây mình sử dụng tầm 15 đến 16 cái quả chuối sim nha. Chuối sim của mình nó sử dụng nó không có lớn lắm. Chuối sim sau khi mà mình đã bóc vỏ hết rồi á, thì bây giờ á mình dùng cái dao mình sắc ra thành từng lát nhỏ như thế này nha. Chuối này ngon lắm. Như hồi nãy nghe nó mềm, nó mùi á. Chuối này mùi bánh nó ngon. Ngoài ra thì Tiên có chừa khoảng từng 3 trái chuối ha, để mình sắc dọc như thế này, để mình trang trí trên bề mặt của chiếc bánh của mình, từ 3 đến 4 trái. Tiên cho vào thau chuối là 100g đường cát, 1 muỗng cà phê muối nha. Muối sẽ làm cho chiếc bánh của mình nó đậm đà và nó không có bị ngọt gắt. Tiên sẽ trộn đều. Các bạn nhớ là để trộn thiệt là nhẹ tay nha, để thon chuối của mình nó bị vỡ ra. Và mình để đó trong vòng 15 đến 20 phút cho cái đường của mình nó thiệt là thấm vô chuối nha. Nếu mình có thời gian thêm á thì các bạn có thể ướp chuối trong vòng nửa tiếng đến một tiếng cũng được nè. Bây giờ qua tới cái công đoạn tiếp theo đó là mình sẽ chuẩn bị khoa bột để mình đi nướng chuối nha. Ở đây Tiên sử dụng đó là 900g nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì Tiên ép từ nửa ký dừa đó các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 150g bột gạo. Bột năng nha. Thêm vào đó là 100g sữa đặc. Bây giờ Tiên sẽ trộn đều tất cả các hỗn hợp này lên nha. Bí quyết mà để mình nướng chuối ngon á thì mình sẽ sử dụng là bánh mì nha. Bánh mì á thì nó sẽ có cái độ xốp nè, làm cho cái bánh của mình nó mềm mại đó các bạn, không có bị khô cứng, không có bị đông đặc. Bánh mì thì các bạn để càng khô á thì nó sẽ càng ngon nha. Tiên sử dụng đó là 2 ổ bánh mì, tương đương khoảng là tầm 170g bánh mì đó. Mình sẽ xé nhỏ bánh mì và mình cho vào trong cái âu luôn nha. Bí quyết thứ hai để cho cái bánh chuối nó ngon đó thì mình sẽ cho đây là cà phê đen. Cà phê thì Tiên chuẩn bị tầm 20 đến 30ml nha. Mình cho vào như thế này á thì chiếc bánh của mình nó sẽ dậy mùi rất là ngon luôn. Và không thể thiếu đó là dầu ăn. Nếu nhà các bạn có bơ thì các bạn cho bơ vào nha, tầm 10 đến 20ml. Mình có cho vào hỗn hợp đó là 2 cái ống vani. Bây giờ Tiên sẽ dùng cái bao tay Tiên bóp cho cái bánh mì của mình nó vụn ra hết nha. Như thế này khi các bạn nướng lên thì các bạn sẽ không có cảm giác như thấy từng có miếng bánh mì ở trong đây ha. Mình bóp ra cho vụn, cho nhuyễn như thế này là được rồi đó các bạn. Rồi quay lại cái thau chuối của mình nè. Sau tầm 15 đến 20 phút mình ướp rồi đó, mình sẽ cho thau chuối vào trong cái nồi bột của mình nha. Ở đây thì Tiên chỉ sử dụng những cái miếng lát tròn thôi, còn cái miếng lát dài thì Tiên sẽ trang trí trên cái bề mặt của bánh.
Và cuối cùng á, thì Tiên sẽ cho vào đây đó là 200g bột mì nha. Cái này bột mì này thì mình dự trù nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái hỗn hợp bánh của mình á, nó lỏng quá thì các bạn sẽ cho từ từ cái bột mì của mình vào, cho nó có cái độ keo, độ sệt thì mới được nha. Rồi, như vậy là được rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào khay nha các bạn. Khay ở đây á, thì Tiên sử dụng cái khay vuông. Khay của Tiên là khay chống dính. Nếu nhà các bạn không có cái khay chống dính á, thì các bạn nhớ lót cái giấy nến ở phía dưới nha. Hoặc là các bạn thoa dầu ăn trên khuôn thiệt là nhiều, để khi mà bánh nó nguội thì mình sẽ lấy ra dễ hơn đó. Bên cạnh cái khay vuông thì Tiên có chuẩn bị hai cái khuôn oval nhỏ nè. Mình sẽ cho hết cái hỗn hợp vào trong khay luôn nha. Cuối cùng thì cái mình sẽ trang trí trên bề mặt của mình đó là cái chuối nha. Chuối này thì Tiên khi nãy Tiên sắc ra thành từng lát như thế này đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên với bề mặt của chiếc bánh của mình. Sau đó thì các bạn dùng giấy bạc, các bạn gói ở phía bề mặt nha. Để khi mình nướng á, cho bánh của mình á, nó chín đều nè. Với lại á, là cho cái chuối của mình á, nó dậy màu đẹp nha. Mình nướng ở nhiệt độ là 160 độ C trong vòng là 90 phút. Sau cái thời gian 90 phút á, thì mình sẽ lấy cái giấy bạc ra. Mình sẽ phết lên cái bề mặt đó là một xíu dầu ăn với là ba cái muỗng canh mật ong nha. Nói chung là các bạn khoa mật ong với một tí dầu ăn vào để mình phết lên cái bề mặt. Mật ong sẽ giúp cho cái bánh của mình ha có thêm cái màu vàng đậm, nó tươm dầu ra. Nếu mà các bạn không có dầu ăn thì các bạn có thể thay thế bằng bơ thì càng ngon nữa đấy các bạn. Sau đó thì các bạn để vào cái khay cuối cùng ha. Mình nướng thêm là 60 phút nữa. Nhiệt là 150 độ C cho cái bánh của mình nó vàng mặt như thế này là được rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra khỏi khuôn. Wow, đây là cái chiếc bánh của mình sau khi hoàn thành nè. Bánh của mình lấy mới lấy ra. Rồi bây giờ mình sẽ để sang một đêm nha, cho bánh của mình nó dẻ lại thì mình mới cắt ra được nha các bạn. Hoặc là các bạn nguội, các bạn cho vào trong tủ lạnh. Đây là bánh của mình làm khi tối, rồi sáng mình mới đem ra mình cắt cho các bạn xem nè. Do là mình sử dụng trong cái khuôn chống dính như thế này thì mình sẽ lấy ra cái bánh của mình rất là dễ dàng luôn đó các bạn. Tại vì mình không có dùng giấy nến. Nếu mà các bạn dùng giấy nến thì lấy ra cũng dễ luôn ha. Đây nè, chiếc bánh của mình nó vàng ươm luôn nè các bạn, trông rất là thèm ha. Bây giờ mình sẽ cắt cái bánh ra, các bạn xem bên trong nó như thế nào nha. Bánh chuối nướng thì này thì các bạn tốt nhất là các bạn để trong cái tủ lạnh ha, cho nó lạnh lạnh thì ăn càng ngon nữa. Nó dẻo và nó sẽ các bạn sẽ cảm thấy cái vị béo nó nhiều hơn á. Bánh này ăn rất là ngon, khi các bạn ăn vào nó sẽ có cái độ ngọt vừa phải, không có ngọt gắt nè. Sau khi các bạn ăn xong á thì các bạn sẽ thấy có vị béo béo ở trong miệng và nó có cái vị ngọt thanh, ăn rất là bắt luôn đó các bạn. Bột thì nó không có dễ khắc đâu các bạn, các bạn ăn á thì nó tan, nó mềm, nó mịn lắm. Đây là những cái bí quyết mà để nướng được cái chiếc bánh ngon thì Tiên đều chia sẻ cho mọi người hết rồi đó. Thì Tiên hy vọng rằng với những công thức Tiên chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho mọi người, sẽ giúp cho mọi người tạo ra những món ăn ngon cho gia đình mình ha. Và nếu được thì mọi người có thể kinh doanh bán nữa. Tiên chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Nếu video Tiên chia sẻ hữu ích thì các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ giúp Tiên và comment nếu mà Tiên có những sai sót gì nha. Tiên cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.